Hố tử thần rộng gần 1 mét xuất hiện giữa đường phố Hà Nội, sáng ngày 12 tháng 7, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Phan Tránh, phường Hoàng Liệt bất ngờ xuất hiện một hố tử thần rộng khoảng 1 mét, sâu gần 1 mét. Trao đổi với chúng tôi, một người dân sống cạnh hiện trường cho hay, vào tối hôm qua, ngày 11 tháng 7, tại khu vực trên đã có biểu hiện nứt nẻ mặt đường, đến sáng nay hố sâu xuất hiện, nhiều người tỏ ra lo lắng khi di chuyển qua tuyến đường vì không rõ liệu hố có nở rộng ra nữa hay không. Theo ghi nhận tại hiện trường lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dùng bàn ghế, trăng dây và đặt biển cảnh báo tại khu vực hố tử thần. Qua quan sát, bên dưới hố là đoạn cống ngầm. Liên quan tới sự việc này, sáng ngày 12 tháng 7, trao đổi với phóng viên Dân Trí, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt xác nhận thông tin và cho biết hiện Ủy ban Nhân dân phường đã nhận được báo cáo của cán bộ phường phản ánh nguyên nhân sụt lún đang được lực lượng chức năng làm rõ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.